Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Áp thấp gần Philippines mạnh lên thành bão, có thể thành cuồng phong. Một vùng áp thấp nhiệt đới ở phía đông quần đảo Visayas đã mạnh lên thành bão nhiệt đới khi tiến vào khu vực trách nhiệm của Philippines, PA, sáng mùng 4 tháng 11, có thể đạt cấp cuồng phong vào tối mùng 5 tháng 11 hoặc rạng sáng mùng 6 tháng 11. Đây là cơn bão thứ 13 đi vào PA kể từ đầu năm đến giờ. Bão này có tên địa phương là Mas, tên quốc tế là Ginseng. Theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PAGASA, lúc 4 giờ ngày mùng 4 tháng 11, tâm bão ước tính cách miền đông Visayas khoảng 935 km về phía đông. Bão Mas có sức gió tối đa lên đến 65 km/h, gần tâm gió giật lên đến 80 km/h. Bão này đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h. Cũng theo PAGASA, bão có thể chuyển hướng về phía tây trong vòng 24 giờ do vùng áp suất cao ở phía bắc của bão. Nếu kịch bản này xảy ra, bão có thể đổ bộ vào tỉnh Isabela thay vì quần đảo Babuyan. Theo giới chức PAGASA, Mas dự kiến mạnh dần lên và có thể đạt cấp bão nhiệt đới mạnh vào sáng hoặc chiều ngày 5 tháng 11, trước khi có thể đạt cấp cuồng phong vào tối cùng ngày hoặc rạng sáng 6 tháng 11. Rãnh áp thấp của bão đang ảnh hưởng đến biển đông Visayas, khu vực Bicol, tỉnh Aurora, tỉnh Quezon và phần còn lại của thung lũng Cagayan. Cùng ngày, Đài Thiên văn Hồng Kông, Trung Quốc dự báo bão Ginseng sẽ đi vào vùng cảnh báo 800 km của đặc khu hành chính này vào lúc 2 giờ ngày 9 tháng 11. Philippines ngày 3 tháng 11 đã nhận được dự báo về một vùng áp thấp vừa hình thành bên ngoài khu vực trách nhiệm. Các chuyên gia khí tượng cho biết, vùng áp thấp này có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới và có thể tấn công liên tiếp vào các khu vực ven biển của nước ta. Người dân được khuyến cáo chuẩn bị cho những tình huống xấu có thể xảy ra, bao gồm gió mạnh và mưa lớn có nguy cơ gây ra lũ quét và sạt lở đất. Chính quyền địa phương đã lên kế hoạch ứng phó và khuyến khích mọi người theo dõi thông tin thời tiết để bảo đảm an toàn. Tinh thần đoàn kết trong cộng đồng sẽ là chìa khóa giúp chúng ta vượt qua thử thách này. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PAGASA vừa thông báo về sự hình thành của một vùng áp thấp ở phía đông đảo Mindanao vào sáng sớm ngày 3 tháng 11. Vùng áp thấp này hiện đang nằm bên ngoài khu vực trách nhiệm của nước ta, có khả năng cao sẽ phát triển thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo cơn bão có thể tấn công liên tiếp vào các khu vực ven biển, mang theo gió mạnh và mưa lớn, làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Chính quyền đã khuyến cáo người dân chuẩn bị ứng phó với tình huống xấu nhất, đồng thời theo dõi chặt chẽ thông tin từ PAGASA để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. ABS-CBN News dẫn lời từ Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PAGASA cho biết vùng áp thấp hiện tại có khả năng đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines, PA, vào cuối ngày 3 tháng 11 hoặc sáng sớm 4 tháng 11 giờ địa phương. Nếu dự báo này chính xác, đây sẽ là cơn bão số 13 đi vào PA trong năm 2024, mang tên địa phương là Mas. Theo đài Sky News, ngày 27 tháng 10, bão Chami vừa quét qua Philippines đã trở thành cơn bão gây nhiều thương vong nhất tại quốc gia này từ đầu năm đến giờ, với ước tính thiệt hại ban đầu lên tới 378 triệu peso, gần 164 tỷ đồng, đối với ngành nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Trước tình hình này, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PAGASA, đã đưa ra dự báo rằng đất nước có khả năng phải đối mặt với 1 đến 2 cơn bão trong tháng 11 này. Người dân đang lo ngại về những thiệt hại tiếp theo từ các cơn bão tấn công liên tiếp, trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn đang phục hồi sau cơn bão Chami. Các nước Đông Nam Á sẽ chứng kiến lượng mưa cao hơn thông thường trong những tháng cuối năm 2024, đe dọa hoạt động sản xuất nông nghiệp, du lịch và công nghiệp. Khu vực phía Tây của Singapore ghi nhận một trong những trận mưa lớn nhất nước này trong 40 năm qua hôm 14 tháng 10, gây ngập lụt diện rộng. Theo thông báo của Cơ quan Quản lý Quốc gia PUB, mưa dông dăng kín Singapore từ 8 giờ 15 phút đến 13 giờ 50 phút ngày 14 tháng 10, chút xuống lượng mưa khoảng 134,8 mm. Lượng mưa này tương đương 80% lượng mưa bình quân tháng 10 của Singapore và nằm trong top lượng mưa cao nhất tính theo ngày kể từ năm 1978, PUB cho biết. Ông Takehisa Nishikawa, lãnh đạo hoạt động dự báo của công ty The Weather Company, Mỹ, dự báo Việt Nam sẽ hứng chịu nhiều bão nhiệt đới hơn bình thường từ nay đến tháng 4 năm sau, với những rủi ro lũ lụt, lở đất. Các khu vực chịu nhiều ảnh hưởng là miền Bắc và miền Trung. Mưa nhiều hơn cũng cản trở các nỗ lực khắc phục hậu quả do bão Yagi gây ra hồi tháng 9. Số người thiệt mạng do bão Chami tại Philippines tiếp tục tăng. Hơn 120 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích trong các trận lũ lụt và lở đất do bão Chami ở Philippines. Theo đài Sky News, ngày 27 tháng 10, đây là cơn bão gây nhiều thương vong nhất tại quốc gia Đông Nam Á này tính từ đầu năm đến giờ. Con số thương vong nhiều khả năng còn tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được thêm các khu vực bị chia cắt. Ngoài ra, theo ước tính ban đầu, thiệt hại do bão lũ gây ra đối với ngành nông nghiệp và hạ tầng là 378 triệu peso, gần 164 tỷ đồng.
bão Chami đã tàn phá đảo chính Luzon và ảnh hưởng đến hơn 5 triệu người, trong đó gần nửa triệu người buộc phải sơ tán đến nơi trú ẩn khẩn cấp tại nhiều tỉnh. Theo giới chức Philippines, vùng Bicol bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất và nhiều cư dân ở đó vẫn đang đợi cứu trợ. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm 26 tháng 10 đã đến tỉnh Camarines Sur ở vùng Bicol để thị sát thiệt hại. Theo ông, lượng mưa lớn bất thường khiến nhiều khu vực vẫn đang bị cô lập và người dân cần được cứu trợ khẩn cấp. Nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh cần có dự án kiểm soát lũ lớn để đối phó các mối đe dọa khí hậu trong tương lai. Theo đài ABS-CBN, các chính phủ và tổ chức nhân đạo nước ngoài đang tăng cường hoạt động hỗ trợ tại Philippines để giúp đỡ hàng trăm ngàn người bị ảnh hưởng bởi bão Chami. Máy bay quân sự từ Singapore và Malaysia đã đến Philippines hôm 26 tháng 10 để hỗ trợ hoạt động cứu hộ. Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID đã điều động 50 xe tải để gửi thực phẩm và hàng cứu trợ đến các gia đình bị ảnh hưởng, nhất là tại vùng Bicol. Lực lượng cứu hộ Philippines ngày 23 tháng 10 đã lội qua dòng nước lũ ngập đến ngực để tiếp cận những người dân bị mắc kẹt bởi cơn bão nhiệt đới Chami khi nó tiến về bờ biển phía đông nước này. Mưa xối xả biến đường phố thành sông, nhấn chìm làng mạc và chôn vùi một số phương tiện đi lại trong trầm tích núi lửa. Cơn bão nhiệt đới Chami khiến hàng ngàn người phải sơ tán ở Philippines. Trang Inquirer dẫn lời người đứng đầu Văn phòng Phát triển và Phúc lợi Xã hội của tỉnh Sorsogon, Mira Relativo, cho biết hơn 8.000 người đã phải sơ tán khỏi nhà của họ do lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh này. Chúng tôi đã cung cấp các bữa ăn nóng sốt cho những người mắc kẹt ở Matnog và phân phát thực phẩm cho những người có nhu cầu ở thị trấn Pila, bà Relativo nói. Chúng tôi có đủ nguồn lực dự trữ, cơ quan phát triển và phúc lợi xã hội đã hỗ trợ bổ sung. Cảnh sát địa phương và lực lượng cứu hộ đã được triển khai để hỗ trợ người dân bị mắc kẹt và người đi sơ tán. Bên cạnh nỗ lực khắc phục hậu quả do bão Chami, Manila còn đang theo dõi sát bão Conway, tên địa phương là Leon, đang di chuyển qua biển Philippines. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PAGASA, ngày 27 tháng 10 cho biết bão này dự kiến mạnh lên và có thể đạt cấp cuồng phong trong ngày 29 tháng 10. Chính phủ Philippines đã ra lệnh cho các doanh nghiệp và trường học nằm trên đường đi của cơn bão, đóng cửa để đề phòng mưa lớn và lũ lụt. Cơ quan phòng thủ dân sự cho biết, hơn 163.000 người đang trú ẩn tại các trung tâm sơ tán, phần lớn ở vùng Bicol, nơi nước lũ dâng cao tới tận mái nhà gỗ. Trước đó, vào hôm 24 tháng 10, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines cảnh báo một vùng áp thấp mới đang nằm ở phía đông đảo Mindanao và có khả năng phát triển thành một cơn bão nhiệt đới. Vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, theo giờ địa phương, vùng áp thấp này nằm phía đông bắc Mindanao, cách bờ biển 2.295 km. Khi đi vào Pa, nó sẽ được gọi bằng tên địa phương là Leon. Cảnh báo này được PAGASA đưa ra khi bão Chami vẫn còn hoành hành trên đảo Luzon sau khi đổ bộ vào thị trấn Divilakan ở phía đông bắc tỉnh Isabela sáng cùng ngày. Một cơn bão khác là Dana đã đổ bộ bang Odisha, Ấn Độ rạng sáng ngày 25 tháng 10 giờ địia phương, với sức gió lên tới 100 đến 110 km/h, giật lên tới 120 km/h. Dana đã làm bật gốc nhiều cây cối, đứt đường dây điện, ngập lụt một số khu vực và khiến hơn nửa triệu người phải sơ tán. Theo trang NDTV, đã ghi nhận một trường hợp tử vong do ảnh hưởng của bão ở bang Tây Bengal. Nhà chức trách tại thủ phủ Kolkata, bang Odisha vẫn trong trạng thái cảnh giác khi nhiều con phố bị ngập nước. Các chuyến bay đến và đi từ thủ phủ các bang miền Đông, Odisha và Tây Bengal bị đình chỉ từ tối 24 tháng 10 đến sáng 25 tháng 10 giờ địa phương, khi khu vực này chuẩn bị đối phó bão Dana. Theo Reuters, chính quyền cả hai bang này cũng ra lệnh đóng cửa trường học và yêu cầu ngư dân không ra khơi. Chính quyền bang này đã phát cảnh báo đỏ đối với một số địa phương gần khu vực bão dự kiến đổ bộ. Trong khi đó, giới chức bang Odisha nói đã cho sơ tán khoảng 50.000 người, nhưng con số này có thể tăng lên 300.000 người. Hiện tượng thời tiết cực đoan một cách bất thường làm xuất hiện ngày càng nhiều các siêu bão giật cấp 17, cũng như hiện tượng thời tiết dị thường khác như mưa lớn, ngập lụt trên diện rộng khiến nhiều nước Đông Nam Á căng mình chống chọi là một thực tế. Các nước Đông Nam Á sẽ chứng kiến lượng mưa cao hơn thông thường trong những tháng cuối năm 2024, đe dọa hoạt động sản xuất nông nghiệp, du lịch và công nghiệp. Khu vực phía Tây của Singapore ghi nhận một trong những trận mưa lớn nhất nước này trong 40 năm qua hôm 14 tháng 10, gây ngập lụt diện rộng.
Theo thông báo của Cơ quan Quản lý Nước Quốc gia PUB, mưa dông giăng kín Singapore từ 8 giờ 15 phút đến 13 giờ 50 phút ngày 14 tháng 10, trút xuống lượng mưa khoảng 134,8mm. Lượng mưa này tương đương 80% lượng mưa bình quân tháng 10 của Singapore và nằm trong top lượng mưa cao nhất tính theo ngày kể từ năm 1978. PUB cho biết, hãng tin Bloomberg dẫn dự báo của Trung tâm Khí tượng chuyên ngành ASEAN cho biết nguyên nhân dẫn đến hiện tượng La Nina đang hình thành. Ông Takahisa Nishikawa, lãnh đạo hoạt động dự báo của công ty The Weather Company Mỹ, dự báo Việt Nam sẽ hứng chịu nhiều bão nhiệt đới hơn bình thường từ nay đến tháng 4 năm sau, với những rủi ro lũ lụt, lở đất. Các khu vực chịu nhiều ảnh hưởng là miền Bắc và miền Trung. Mưa nhiều hơn cũng cản trở các nỗ lực khắc phục hậu quả do bão Yagi gây ra hồi tháng 9. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.